xin chào bạn, chào mừng các bạn đến với video review sản phẩm của Vinmark. Và ngày hôm nay, một model tiếp theo của máy hút nông sản sẽ được mình giới thiệu tới tất cả mọi người. Đó là máy hút nông sản cần mềm dài 12m, motor 3 pha. Đó là tổng quan về sản phẩm của chúng ta. Vì sản phẩm này bên mình gửi đi cho khách nên là bên mình sẽ không lắp, mà mình sẽ giới thiệu chi tiết các cái bộ phận của máy cũng như là các cái thông số của máy. Đầu tiên là về phần động cơ. Như ban đầu mình có nói với mọi người, đây là động cơ 3 pha. Và công suất của động cơ này là 5.5 kW. Ở trên bảng thông số hiện rất là rõ này. Tốc độ vòng quay là 1.440 vòng trên 1 phút. Vì là hút nông sản nên là mình sẽ lắp motor tốc chậm, để trong quá trình motor quay nông sản được hút lên thì sẽ đảm bảo được là nông sản sẽ không bị chảy xước và sẽ không bị hỏng. Tiếp đến sẽ có cái bộ giá đỡ như thế này. Mọi người có thể gắn cái thùng đỡ này ở trên xe tải. Và đây là cái phần đầu, chúng ta sẽ đặt cái ống nông sản vào đây. Đường kính của nó sẽ là 15.3 xăng. Phần cần mềm này thì tổng chiều dài là 12m và với đường kính là 17cm. Nhựa rất là dày dặn nên là mọi người yên tâm là trong quá trình mình sử dụng thì sản phẩm này rất là bền. Ở bên trong phần ruột của cái cáp mềm này, ống xoắn, motor quay, các cái ruột ống này sẽ quay và sẽ tạo lực để hút nông sản lên. Phần ruột xoắn đây ạ. Với việc sử dụng cần mềm dài 12m, đường kính 17cm, motor 3 pha 5.5 kW, thì 1 giờ mọi người có thể hút được lên tới 20 cho đến 22 tấn nông sản, tùy từng loại nông sản khác nhau. Với chiếc máy này mọi người có thể hút được thóc, lúa, cà phê, ngô hoặc là các loại đỗ đậu. Chính là khách hàng của mình sẽ hút các cái xốp nhựa từ thùng xe tải vào bao. Một sản phẩm cực kỳ là phù hợp cho bà con nông dân. Và đặc biệt là sản phẩm này rất là phù hợp cho các cái doanh nghiệp, cơ sở chế biến nông sản, thu mua nông sản. Thì mọi người có thể cân nhắc đến sản phẩm này. Và để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm thì có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline 024 38 38 3456, hoặc là truy cập vào website maymocviet.vn. Và Vinmark luôn luôn cung cấp các sản phẩm, các thiết bị mà các bạn cần. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Chào tạm biệt.